Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin, một đoàn xe của lực lượng vệ binh quốc gia Nga, Rosgvardia, bị một nhóm tay súng không rõ danh tính tấn công tại làng Petropavlovka, ngoại ô thủ phủ Grozny, Cộng hòa Chechnya vào trưa ngày 24 tháng 10. Vụ việc khiến một quân nhân Nga thiệt mạng và một người khác bị thương. Một số nguồn tin khác thì cho rằng đã có 3 binh sĩ thiệt mạng, còn nhóm tay súng đã tẩu thoát. Video cho thấy một chiếc xe quân sự bị thủng nhiều lỗ do đạn bắn. Theo kênh Telegram Baza của Nga, những kẻ tấn công không rõ danh tính đã bắn vào một chiếc Uran và sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng an ninh Nga đang triển khai các biện pháp truy bắt thủ phạm. Nhóm chống chính phủ Chechnya, NISO cũng đưa tin về vụ tấn công trên kênh Telegram của nhóm và chia sẻ đoạn phim. Những chiến binh Chechnya ủng hộ Kremlin đã chiến đấu trong lực lượng Nga tại Ukraine, trong khi một số lính Chechnya đã chạy sang phía Ukraine, thành lập một tiểu đoàn như Dudhoka Durajev. Mới đây, Bộ Quốc phòng Anh thông báo, nước này sẽ cử một lữ đoàn cơ giới với xe tăng Challenger 3 tới Estonia, áp sát khu vực biên giới Nga. Trong thông báo, cho biết những chiếc xe tăng này sẽ được sử dụng để trang bị cho lữ đoàn số 4 mới thành lập của lực lượng trên bộ. Đơn vị này sẽ tăng cường sức mạnh cho sườn phía đông của NATO. Vương quốc Anh công bố cam kết này sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels diễn ra vào tuần trước nhằm mục đích tăng cường khả năng phòng thủ của liên minh. Lữ đoàn số 4 của quân đội Anh sẽ được đặt trong tình trạng báo động cao như một phần của nỗ lực ứng phó với khủng hoảng và xung đột. London đã triển khai một nhóm chiến đấu ở Estonia, trực thuộc lữ đoàn bộ binh số 1 của lực lượng phòng vệ Estonia kể từ năm 2017. Trước khi triển khai, lữ đoàn 4 mới thành lập sẽ được huấn luyện thường xuyên về sẵn sàng chiến đấu vào năm 2025. Đơn vị này sẽ triển khai một loạt các phương tiện chiến đấu, bao gồm pháo tự hành Archer, xe chiến đấu bộ binh IFV Boxer, xe bọc thép chở quân APC Azov và xe tăng Challenger 3. Quân đội Anh gần đây đã nhận được pháo tự hành Archer đầu tiên từ Thụy Điển, trong khi xe chiến đấu bộ binh Boxer và xe bọc thép chở quân Azov APC sẽ được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu ban đầu từ năm 2025. Còn lại, xe tăng Challenger 3 sẽ chỉ thực sự trực chiến hoàn toàn vào năm 2030. Chương trình nâng cấp Challenger 2 thành Challenger 3 được khởi xướng bởi Heimetan BAE Systemland RBSL, một liên doanh giữa công ty BAE System của Anh và công ty Heimetan AG của Đức. Việc phát triển Challenger 3 chú trọng quá trình thử nghiệm nghiêm ngặt, dự kiến đưa vào hoạt động ban đầu vào năm 2027 và triển khai đầy đủ vào năm 2030. Ngoài ra, dữ liệu chiến đấu từ xe tăng Challenger 2 tại các điểm nóng xung đột hiện nay có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của Challenger 3, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu, nhu cầu của chiến tranh cơ giới hóa. Các sự kiện địa chính trị lớn trong vài năm qua đang đẩy quân đội trên khắp thế giới vào một cuộc chạy đua vũ trang quy mô nhỏ. Là một phần của cuộc đua đó và để sẵn sàng cho tương lai, quân đội Anh đang nỗ lực phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực mới được nâng cấp. Là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa, quân đội Anh đã quyết định nâng cấp một số lượng tương đối nhỏ, 148 xe tăng Challenger 2 thành Challenger 3. Bản nâng cấp này vẫn giữ lại tổ tác chiến gồm 4 người bên trong xe, duy trì thành phần tiêu chuẩn của người chỉ huy, người lái, xạ thủ và người nạp đạn. Mẫu xe cũng được dự trù khả năng có thể chuyển đổi thành tổ chiến đấu 3 người trong tương lai với công nghệ nhân tạo để lấp đầy khoảng trống. Một điểm nhấn quan trọng của Challenger 3 là pháo nòng trơn L55A1 120mm thế hệ mới, được gọi là L55A1CR3, có khả năng bắn nhiều loại đạn như đạn tiêu chuẩn, đạn xuyên giáp, đạn nổ mạnh, trái phá. Đặc biệt, loại đạn xuyên giáp động năng APF-SDS DM63 và DM73 có đầu xuyên dạng phi tiêu dài, sử dụng động năng để xuyên giáp xe tăng đối phương. Challenger 3 cũng có thể bắn đạn M829A4 do Mỹ sản xuất, một loại đạn APF-SDS khác, nhưng là loại có tính năng xuyên thủng bằng uranium Du nghèo. Hiện tại, quân đội Anh cũng đang sử dụng đạn uranium L27A1 Tromba trên xe tăng Challenger 2. Theo truyền thông quốc tế, một điểm nhấn đặc biệt là các đơn vị tác chiến của Anh đang rất mong nhận được những chiếc Challenger 3, bởi mẫu xe này được mô tả như xương sống số hóa trên chiến trường. Mẫu xe này có khả năng kết nối với các phương tiện chiến đấu khác trong đội chiến đấu cấp lữ đoàn, từ đó cải thiện khả năng chia sẻ dữ liệu với các nền tảng khác nhau trong thời gian thực. Giám đốc chiến lược và kinh doanh tương lai tại RPSL, ông Rory Prin cho biết, Challenger 3 sử dụng khung gầm của Challenger 2. Còn lại đều là các cải tiến hoàn toàn mới. Challenger 3 có thể trở thành loại xe tăng tốt nhất trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Xe tăng chiến đấu chủ lực này có tính kỹ thuật số cao,
có khả năng kết nối mạng trên chiến trường, giúp tối ưu hóa hiệu quả trong chiến đấu. Được biết, quân đội Anh đầu tư khoảng 1 tỷ đô la Mỹ vào chương trình Challenger 3, đảm bảo tương lai cho lực lượng xe tăng của nước này trong giai đoạn từ nay đến năm 2040, khi Challenger 3 dự kiến sẽ dần bị thay thế. Trước khi cuộc xung đột với Nga diễn ra, công ty nhà nước Europrom của Ukraine nằm trong top 100 các nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới, với số sản phẩm làm ra có giá trị hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Ukraine sản xuất được nhiều vũ khí mạnh và hữu hiệu như hệ thống tên lửa chống hạm Neptune, tên lửa có dẫn đường chống xe tăng Stunape, hệ thống phóng loạt rocket chiến lược Vinca và các loại máy bay xuồng không người lái tấn công. Theo Senior Voice of Ukraine, khoảnh khắc được coi là đáng giá nhất của tên lửa Neptune diễn ra vào ngày 13 tháng 4 khi nó đánh chìm tàu tuần dương Moskva của Nga. Con tàu được mệnh danh là soái hạm của hạm đội Biển Đen, trị giá 750 triệu đô la Mỹ. Dù phía Nga tuyên bố rằng tàu Moskva bị chìm do nổ đạn trên tàu, nhưng tên lửa Neptune của Ukraine ngay lập tức trở thành một hiện tượng toàn cầu. 3 ngày sau khi thông tin này lan truyền trên các tờ báo, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Jakmat biết rằng một số nước đã ngỏ ý muốn mua tên lửa Neptune sau khi nó đánh chìm soái hạm của Nga. Được mệnh danh là tai họa của Moskva, tên lửa Neptune đã được đưa vào sử dụng từ tháng 8 năm 2020 và được thiết kế để tấn công nhiều loại tàu nổi. Tên lửa này di chuyển với tốc độ 900 km/h, tầm bắn lên tới 280 km/h, bay ở độ cao thấp 3-10 mét và có thể thực hiện các động tác né tránh trong quá trình tiếp cận mục tiêu. Đầu đạn của tên lửa Neptune nặng 150 kg có thể đánh chìm tàu có trọng tải lên tới 5.000 tấn. Toàn bộ hệ thống tên lửa Neptune bao gồm một mô-đun chỉ huy di động, 6 bệ phóng và máy nạp đạn. Thời gian triển khai của Neptune dưới 10 phút. Ngay từ những ngày đầu của cuộc xung đột với Nga, Ukraine đã bắt đầu sử dụng các vũ khí có sẵn do nguồn lực có hạn. Bất cứ thứ gì có thể đem ra chiến đấu đều được Ukraine sử dụng. Đó là lúc Ukraine bắt đầu sử dụng máy bay không người lái, thứ mà trước đây chỉ dùng để quay video cảnh thiên nhiên. Tuy nhiên, sau nhiều tháng giao tranh, một máy bay không người lái UAV có giá trị khoảng 1.000 đô la Mỹ có thể vừa trinh sát vừa thả đạn pháo tự chế vào các vị trí của Nga. Từ đó, UAV trở nên tối quan trọng. Hiện nay, máy bay không người lái của Ukraine được sử dụng ở cả tiền tuyến và sâu trong chiến tuyến của Nga, ở khoảng cách hơn 1.000 km và chúng cực kỳ hiệu quả. Furia là một trong những UAV hoạt động rất hiệu quả của Ukraine. Nó được đưa vào sử dụng năm 2020, dù nguyên mẫu đầu tiên đã được sử dụng từ năm 2014. Phạm vi hoạt động của Furia lên tới 50 km, tốc độ tối đa là 130 km/h và thời gian bay là 3 giờ. UAV này có thể xác định và định vị địa lý các mục tiêu với độ chính xác 20 mét, giúp hiệu chỉnh hỏa lực cho nhiều khẩu đội pháo cùng lúc. Không chỉ UAV, Ukraine còn phát triển và sử dụng xuồng không người lái. Hai dự án có tên là Magura và Sea Baby đã phá hủy một chục tàu của hạm đội Biển Đen của Nga. Xuồng không người lái có kèm đầu đạn nặng hàng trăm kg có thể di chuyển 1.000 km với tốc độ là 50-70 km/h. Tiếp cận các căn cứ Nga mà không bị phát hiện, rồi mở cuộc tấn công. Một cuộc tấn công cùng lúc của 3-7 chiếc xuồng không người lái làm tăng độ khó trong việc bảo vệ các tàu lớn. Vũ khí thứ ba cần phải cân nhắc đến của chính quyền Kiev đó chính là pháo tự hành Bodana, hay còn gọi là 2S-22 Bodana. Đây là lựu pháo tự hành bánh lốp do nhà máy Kramatorsk của Ukraine chế tạo và cũng là loại pháo tự hành đầu tiên do Ukraine sản xuất, có cỡ nòng tiêu chuẩn NATO 155mm. 2S-22 Bodana được thiết kế để bắn phá các khẩu đội pháo, sở chỉ huy liên lạc, công sự giã chiến cũng như các loại phương tiện bọc thép và cơ giới của đối phương. Được lắp đặt trên khung gầm xe tải quân sự KRAZ-6322 của Ukraine. 2S-22 Bodana có thể di chuyển với tốc độ tối đa 80 km/h trên đường trường. Phạm vi hoạt động là 1.000 km và 30 km ở điều kiện địa hình hiểm trở. Pháo tự hành có thể vượt qua các chướng ngại vật thẳng đứng cao 0,7 m, băng qua hào rộng 1 m và lội nước ở độ sâu tối đa 1,2 m. 2S-22 Bodana được trang bị pháo cỡ nòng 155mm và có thể mang theo 20 quả đạn. Lựu pháo này có thể bắn đạn nổ cao, xuyên giáp HE với tầm bắn lên tới 42 km và đạn hỗ trợ tên lửa RAP với tầm bắn 50 km. Hệ thống pháo có tốc độ bắn tối đa đạt 6 phát trên 1 phút. Toàn bộ lựu pháo tự hành có trọng lượng 25 tấn với chiều dài 8,5 m, chiều rộng 2,7 m, chiều cao 4 m. 2S-22 Bodana được thiết kế gồm cabin tổ lái nằm ở phía trước xe và lựu pháo 155mm gắn phía sau khung gầm xe tải. Kỹ vận hành của pháo được thực hiện bởi 5 binh sĩ.
cabin được bọc thép, mang lại khả năng bảo vệ an toàn cho kiếp điều khiển trước các loại vũ khí bộ binh hạng nhẹ, cũng như mảnh văng của đạn pháo. Mặt trước của cabin có hai cửa sổ lớn và hai cửa sổ nhỏ mỗi bên hông để tiện cho việc quan sát. Hai S-22 của Đà Nẵng còn được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến với hệ thống ổn định súng chính, máy tính đường đạn, hệ thống đặt súng tự động và hệ thống định vị. Ngoài ra, hệ thống đặt súng còn được tích hợp bộ điều khiển dữ liệu tự động C+ của Siemens, hệ thống định vị của lựu pháo cho phép phương tiện thiết lập vị trí và tấn công các mục tiêu nhanh hơn. 2S-22 Burana được giới thiệu lần đầu tiên trước công chúng trong cuộc diễu hành ngày độc lập ở thủ đô Kiev ngày 24 tháng 8 năm 2018. Lựu pháo tự hành hiếm này đã trải qua các cuộc thử nghiệm bắn đạn thật tại thao trường Siokilan vào tháng 5 năm 2021.